Rồi, hello mọi người nha. Cloud TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha. Rồi, hôm nay mình tiếp tục nha mọi người. MCSA 2019. Thì cái bài hôm nay ha. Bài số 14. Routine ha mọi người. Thì routine á thì nói hiểu đơn giản ha, là chúng ta sẽ cấu hình biến một cái máy, đây là cái máy SV2 này nè, thành một cái router ha, để định tuyến cho các nét liên đặt được với nhau. Tức là trong cái mô hình này ha, cái máy SV2 ha, đứng ở giữa ha, có hai IP, hai lớp, bao gồm hai lớp mạng ha. Lớp mạng bên trái mình là 192.168.254 ha. Lớp mạng bên phải mình là 172.16.254 ha mọi người. Sượt 24 ha. Thì cái máy SV2 nè, nó sẽ có hai IP ha. Cái IP là 192.168.254.212 là thuộc nét bên trái ha. Còn cái IP số 2 là 172.16.254.212 là thuộc cái nét bên phải ha. Rồi thì lý do là hai này là hai nét khác nhau, cho nên cái máy PC2 nè không thể nào mà liên lạc được với cái máy SV1 ha. Rồi ngược lại, cái máy SV1 cũng không thể nào liên lạc được cái máy PC2. Thì mà để hai máy SV1 và PC2 liên lạc được với nhau ha, thì cái máy SV2 ở giữa sẽ đóng vai trò là router ha mọi người. Đó, chủ đề chính hôm nay là chúng ta sẽ setup cái routine and remote access service ha, để cho cái máy PC2 nó liên lạc được với cái máy SV1. Thì mô hình thực tế ha, có thể là cái máy SV1 này nè, nó đóng vai trò là một cái web server hay là một cái mail server gì đó. Rồi, cái máy SV2 này đóng vai trò router ha. Rồi, cái máy PC2 này đóng vai trò client. Đó, thì cái máy SV1 giống như cái máy nằm ở ngoài internet vậy đó. Rồi, cái máy PC2 nằm bên trong mạng LAN ha. Muốn truy cập được cái server SV1 á, thì phải thông qua cái server SV2 để đi ra ngoài ha mọi người. Đây mình nhắc lại ha, cái máy SV1 này nè, có IP là 192.168.254.211. Này là default gateway ha. Default gateway thì sẽ trỏ về cái máy server 2 ha. Là 192.168.254.212. Thì tương tự cho cái máy PC2 cũng vậy. IP là 172.16.254.212 ha. Default gateway là cái máy SV2 172.16.254.212. Nói thì nhiều ha, chứ làm thì nó chỉ chút xíu thôi. Cấu hình thì chưa được 10 phút ha mọi người. Nhưng mà phức tạp ở chỗ cái khâu chuẩn bị nè. Mình chuẩn bị rất là lâu ha, nhưng mà làm được chút xíu thôi. Rồi, giờ mình bắt đầu làm ha mọi người. Rồi, trước tiên mình sẽ ghi cái nốt cho mọi người ha. Rồi, trước tiên là cấu hình thông số cái đã. Cấu hình thông số TCP IP ha, cho các máy. Cấu hình thông số TCP IP cho các máy ha mọi người. Rồi, bật hai bi lên ha. Đây, ở đây mình sẽ kiểm tra cái virtual switch nè. Thì mặc định ha là mình chỉ có một cái net thôi, nó là 192.168.254.0 ha. Cái net này là nó là dạng external ha, là nó kết nối trực tiếp với cái card mạng của cái máy host luôn ha. Đây là mình sử dụng card của Intel ha.
Ở đây nó có ba dạng ha, mình sẵn mình nhắc lại cái bài Hyper-V cho mọi người luôn ha. External network có nghĩa là nó sẽ kết nối trực tiếp đến cái cạc mạng của cái máy host ha. Thì đây có hai khái niệm mọi người cần làm rõ ha. Cái máy mà vật lý á, thì gọi là cái host, còn cái máy mình hay gọi là máy ảo á, thì gọi là cái VM ha, hay gọi máy thật máy ảo gì đó. Rồi mình dùng cái từ host với VM nha. Đó, như external nè là kết nối trực tiếp đến cái cạc mạng của cái máy host. Rồi nếu mình cái option thứ hai đó, đó là internal only, internal network ha. Có nghĩa là đơn giản lắm, là nghĩa là cái máy VM á nó có thể giao tiếp được với cái máy host. Còn cái mục thứ ba là private network, có nghĩa là cái máy VM không thể giao tiếp được với máy host ha, chỉ có VM giao tiếp được với VM thôi. Đó là ba cái khái niệm mọi người cần nắm cho mình ha, đơn giản. Rồi trong cái bài này thì mình cần có hai network ha mọi người. Thì mặc định là mình đã sử dụng một cái net rồi ha, một cái net là 192.168.254. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái net nữa ha. Ở đây thì mình sẽ tạo một cái net, là mình chọn private ha, là chỉ có máy ảo giao tiếp với máy ảo thôi ha. Thì trong cái trường hợp này PC2 mình cũng là máy ảo nè, VM SV2 của mình cũng là VM luôn ha. Thì cái nhánh này nè một mình sẽ làm là private ha mọi người. Rồi mọi người xem mình làm ha, private, tạo một cái virtual switch. Rồi ở đây mình là 172.16.254 ha, .0.24. Đó, mình làm gì cho nên người dễ phân biệt ha. Đây private là cái net này là chỉ có máy ảo mới giao tiếp được với máy ảo thôi ha, và máy ảo không giao tiếp trực tiếp được với máy thật. Ok, rồi mình đóng cái sơ đồ xuống ha, chút mình làm xong mình bật lên cho mọi người dễ quan sát. Rồi vậy là mình đã có hai cái net ha mọi người. Đây cái net thứ nhất là mình sử dụng trước giờ ha, là kết nối trực tiếp với lại cái cạc mạng của máy host ra internet ha. Còn cái cạc cái net thứ hai là mình chọn là private network ha. Rồi bài này mình sẽ sử dụng ba máy đúng như cái sơ đồ ha, SV1, SV2 và PC2. Đây SV1. Rồi mình đi bật lại luôn. Rồi máy thứ hai là máy SV2. Rồi máy thứ ba là máy PC2 ha. Rồi bật lại. Ok. Rồi đầu tiên theo cái sơ đồ ha, mình sẽ tạc từng máy trước mình cấu hình ha. SV1 trước. Mình làm từng bước này nó không có bị lộn ha mọi người. Cái bước này nó quan trọng lắm á, nếu mình làm sai thì sẽ không thể nào cấu hình được ha. Rồi mình sẽ cấu hình IP là 254 ha, gateway là 254.212. Thì cái thông số TCP/IP ha thì nó ứng với từng cái bài lab ha, nó sẽ khác nhau. Rồi mình có ba máy ha, mình kéo cái máy này qua đây luôn đi, dễ phân biệt. Rồi ở đây mình cấu hình IP ha, mọi người cũng có thể dùng comment cho nó nhanh ha, là CVA.CVL. Đây cấu hình IP ha. Rồi cái bài này mình không có sử dụng gì đến internet nha, cho nên mình bỏ mấy cái DNS luôn. Đây 192.168.254.211 ha, gateway là 168.254.212. ok, mình nhìn cái hình này cho đúng ha, 211.212. Rồi ok ha, ok rồi đóng lại nha.
Rồi, một máy. Bây giờ mình tiếp máy SV2 ha. Start lên. Làm thì chỉ có một chút thôi mọi người. Nhưng mà cấu hình cái IP nè, cái sơ đồ á, nó hơi lâu chút ha. Mình cũng chung đời cố gắng làm thật là chậm ha. Mọi người xem cho nó. CVA ha. Dư chữ. Rồi. Bài này yêu cầu là cái máy SV2 phải có hai cái cạc mạng ha, hay gọi là hai interface đó. Ở đây mình chỉ có một cái thôi ha. Rồi tạm thời mình sẽ cấu hình cái máy, cái interface này trước đi. Đây. 212 ha mọi người. Mình làm từng bước thì không bao giờ lộn. Rồi. Ok ha. Ok. Bây giờ mình sẽ đổi cái tên nó luôn nha. Rename đi cho nó dễ nhớ. Rename. Cái net này là cái net 192.168.254.0/24. À, nó có báo dấu là không có cho mình cái dấu ký tự đặc biệt. Mình ghi nem lại 192.168.254.0 ha. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi gắn thêm cạc mạng cho nó ha. Thì ở đây thì mình sẽ vào setting nè. Network adapter nè. Thì hiện tại là cái máy mình nó đang start ha. Có thể là mình sẽ không gắn được cái cạc mạng cho nó. Đúng rồi, không cho gắn ha. Rồi, để gắn được thì cũng giống như cái máy thật thôi. Xích đào. Các bạn làm chậm chậm như mình là nó không có bị rối, không có lộn ha. Rồi, giờ mình làm thêm để qua bên nè. Mình đi gắn cạc mạng cho nó nè. Mở cái thùng ra ha, mua cạc mạng gắn vô. Setting. Đây, S hardware nè ha, S của cái network adapter. Rồi, chúng ta muốn cái cạc mạng chúng ta kết nối đến cái net nào. Rồi, 172.16. Rồi, ok. Rồi, start lên ha. Cực kỳ đơn giản. Rồi, chúng ta đi mua cái cạc về, mở cái thùng ra, gắn cái cạc vô, start máy lên. Lock on ha mọi người. Rồi, NCBA ha. Kiểm tra lại. Đó, sẽ không bao giờ lộn được. Đây. Mình mới gắn xong cạc mạng ha mọi người. Rồi, mình cấu hình IP cho nó luôn. Đây mình không sử dụng IPv6 ha, mình tạm thời tắt bỏ nó đi. Rồi, cấu hình sơ đồ là mình cũng không nhớ luôn. 172.16.254.212. 172.16.254.212 ha. Rồi, ba con 255 ha. Rồi. IP. Kiểm tra lại ha, 172.16.254.212. Ok. Rồi, mình rename cho nó luôn cho nó dễ phân biệt nè. 172.16.254.0. Rồi. Sẵn mình kiểm tra lại cái cạc hồi nãy ha. Rồi ok ha. Ok. Rồi. Tiếp theo là cái máy PC2 ha mọi người. PC2 start nó lên. Thì trước khi tạc nó lên á thì mình phải chỉnh lại cạc mạng cho nó ha. Thì bây giờ á, thì nó không còn lỡ cái net 254 nữa ha.
bây giờ nó ở là cái nét 172 rồi. Ok. Đó. Start lại. Rồi mình có ba máy ha. Đây mình để theo cái sơ đồ luôn nha, đó. Đây FP1 bên trái nè. FP2 ở giữa nè. Rồi, PC2 bên trái ha. Rồi, nhỏ lại. Giờ để mình lock on cái PC2 cái đã cấu hình IP cho nó. Rồi, nó sẽ ra trong CVL. Dư. Rồi, cấu hình IP ha mọi người. 172.16.254.2 ha, gateway là 22. Ba con 255 ha, xuyệt 24. Rồi. Tiếp theo là gateway 172.16. Bấm chưa đúng nha mọi người. Bấm sai lại chút vô cấu hình không được ha. 212. Rồi kiểm tra đúng chưa? 172.16.254.0.2. Rồi ba con 255 ha, diệt xuyệt 24. 172.16.254.212. Ok. Ok. Rồi. Thì theo cái sơ đồ này ha mọi người. Đó. Thì trong trường hợp này nè, SV1 và SV2 bình với nhau được. Mình kiểm tra đơn giản bình ha. Rồi SV2 bình với lại PC2 được. Nhưng mà SV1 và PC2 không liên lạc được với nhau ha. Rồi giờ mình lấy cái máy SV2 nè, mình thử nè, mình đóng vai trò là máy chạm ha. Mình bin đến địa chỉ là 172.16.254.212 thì ok ha. Mà mình bin chính là 192.168.254.211 là không được ha. Rồi giờ mình thử luôn. Đây, CMD ha. Kiểm tra lại chính xác nha, IP config nè. Rồi đúng chưa? Giờ bin đến gateway nè, là cái bin 172.16.254.212. Chắc chắn là được ha. Nếu mọi người bên không được nhất kiểm tra giùm mình cái firewall ha, coi có tắt chưa nha. Rồi tiếp theo mình bên đến cái máy SV1 nè, chắc chắn là không được. 192.168.254.211. Đó, trường hợp này SV1 đóng vai trò như cái máy ở ngoài internet ha, bên nè, chắc chắn là không được ha mọi người. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi cấu hình cái SV2 này nè thành một cái router ha. Để cho máy PC2 có thể liên lạc được với máy SV1. Rồi, bắt đầu. Rồi, bước số 2. Cài đặt Routing and Remote Access Service ha. Cài đặt Routing Remote Access Service. Rồi, chúng ta sẽ bật cái máy SV2 lên ha. Đây, đúng nha, SV2 ha, chúng ta kiểm tra lại IP nha, nó phải có hai cái IP ha. Cho chính xác. Rồi, một cái IP là 172.16.254 ha. Cái là IP192.168.254.212 hết ha. Rồi mọi người kiểm tra đúng hai cái adapter nè, hai cái mạng nè ha. Ứng với lại hai cái IP ha. Đặt cái kiểu như mình á thì dễ phân biệt lắm. Rồi ok ha. Rồi chúng ta mở server manager lên. Chúng ta mọi người cho mình uống nước cái. Rồi chúng ta chọn add-on và feature ha.
Electron và Citron. Rồi chúng ta chọn Next ha. Rồi Next luôn. Rồi SP2 ha. Thấy nó chưa có refresh à. Rồi chúng ta Next ha. Run Service. Chúng ta chọn là Remote Access ha. Gọi cho net ha. Gọi net luôn. Rồi, net tiếp ha. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái routine ha. Rồi. Add feature luôn ha. Rồi, net. Net luôn ha mọi người. Cái này là mặc định ha, bắt buộc phải cài. Rồi, bấm install. Thì nói nôm na là cái này khi này nó sẽ đi cài ha. Nó biến cái máy Windows Server 2019 chúng ta thành một con router ha. Thì ở ngoài người ta có khái niệm là như Cisco thì gọi là router cứng ha. Cái này là gọi là router mềm. Thì cái này mình đang đi cài một con router mềm ha mọi người. Nói chung là trên thực tế ha, chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng cái Windows Server 2019 ha, làm con router cho cái mạng LAN cũng được. Nhưng mà nếu mà xét về cái chi phí thì nó hơi đắt ha, vừa phần cứng và license nữa ha. Nếu chỉ gì đơn giản mà sử dụng để routine ở trong mạng LAN thôi á, thì ta mua những thiết bị khác nó rẻ tiền hơn ha. Rồi, ok, sau khi cài xong Cloud ha mọi người. Rồi đó, coi như là mình đã setup xong rồi ha. Rồi bước 3. Cấu hình routine. Cấu hình routine. Nãy là đi cài router ha. Xong bây giờ mình sẽ đi cấu hình root. Rồi, SP2 lên. Rồi, chúng ta mở tool ha. Routine and remote access. Routine. Rồi, ok. Rồi, phóng to lên ha cho nó dễ dòm. Rồi, mặt nó chưa có cái gì đâu ha. Rồi, chúng ta phải chuột ha, chúng ta đi cấu hình. Cấu hình router của Windows thì nó đơn giản ha. Config and enable routine and remote access add. Cấu hình router của Windows đơn giản lắm. Net. Ở đây nó có sự lựa chọn như chúng ta nè ha, như VPN nè, NAT nè. Rồi thứ hai là secure connection ha, giữa hai network là cái layer routine đó. Rồi chúng ta không chọn mặc định ha. Cái này là những giống như là những cái lập sẵn rồi. Chúng ta chọn custom nè. Rồi. Ở đây chúng ta chọn là LAN routine. Next. Rồi, finish ha mọi người.
Rồi, học hỏi Star Service có hỏi mình có xì tạc luôn không? Xì tạc luôn ha. Để nó tạc lên. Rồi đó, nó xanh lên nè mọi người. Nãy nó đỏ quét ha, giờ nó xanh lên rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bung cái IPv4 ra ha. Cũng kiểm tra network interface trước nè. Hai lớp mạng ha, IPv4. Rồi cái một qua status root ha. Rồi chúng ta chọn show IP. Routing table. Rồi cho bữa ra chút vậy coi. Rồi, đây chúng ta có hai cái đường root ha. 172.16.254.0 ha. Với một cái 192.168.254. Đó, hai lớp mạng phân biệt rõ ràng ha mọi người, một lớp 172, một lớp 192. Rồi, ok. Rồi cấu hình router gì là xong đó mọi người. Hết xài rồi đó. Sau khi cấu hình router xong là dập qua bên luôn á. Giờ chốt 4 ha. Kiểm tra. Kết quả sau khi chúng ta cấu hình router thì mục đích của chúng ta là muốn cho cái máy từ bên trong nè liên hệ được với máy bên ngoài ha, cũng như cái máy bên ngoài liên hệ được máy bên trong. Mình dùng cái lệnh bin đi kiểm tra nó nhanh nhất ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái máy PC2 nè. Rõ ràng ha, lúc nãy mình bin không được ha, bây giờ mình sẽ bin lại. Ok, rất thành công. Bây giờ mình qua cái máy SV1 nè. SV1 mình bin ha. 172.16.254.2 ping. Ok, thành công ha mọi người. Ở đây mình sẽ dùng một cái lệnh JSON ha. Mình vô lệnh tracer để mình kiểm tra chi tiết đường đi ha. Mình tracer đến là 172.16.254.2 ha, coi nó đi qua con đường nào ha. Rồi nó đi qua cái SV2 ha. 192.168.254.212. Rồi nó mới đến được 172.16.254.2. Rồi, ngoài ra mình còn không có lệnh nữa ha. Bắt pin 172.16.254.2 ha. Đó. Đó, nó đi từ SV1 nè và SV2 nè mới đến ha. Rồi tương tự bên máy PC2 mình cũng chạy sạc thử ha. Chạy sạc 192.192 nè .168.254.211 ha. Rồi trước tiên là đi qua SV2 ha. Rồi giờ hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài routine ha mọi người. Rồi hẹn gặp mọi người vào video clip tiếp theo ha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như bấm vào cái nút chuông á để xem những cái video mới nhất của mình ha. Rồi xin chào mọi người nha.